Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 1433 QĐ-TTC của Thủ tướng, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Đồng Tháp, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19 tháng 1 năm 1961, quê tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông là cử nhân chính trị, kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế. Trong quá trình công tác tại Đồng Tháp, thì ông Lê Minh Hoan đã để lại nhiều dấu ấn cho ngành nông nghiệp. Đồng Tháp là địa phương tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành công với những đột phá trong tư duy sản xuất của nông dân, với những mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân để nâng cao giá trị nông sản. Bí thư Lê Minh Hoan có đóng góp rất lớn cho thành công này. Ông Lê Minh Hoan xuống đây thường thường xuống là ông lội ra cánh ruộng mình trước, ghé xe lại là lội ra thăm ruộng trước, lội vòng vòng thăm ruộng trước hả, vô nhà nói chuyện sao. Bí thư tỉnh ủy nhưng mà thành viên hậu quán, có nghĩa là ông muốn hòa đồng lại với anh em, cái đó là rất là thích. Anh Quang thì anh Sáu anh cũng tâm đắc cái cánh đồng này lắm. Xuống anh cũng động viên là anh nói là thôi ráng giữ cái mô hình này. Thì kỳ rồi dịch kỳ rồi mà anh cũng xuống, anh xuống cũng thăm. Thành phần là hỗn hợp gừng, tỏi, ớt, rượu. Đấy, một cái hội quán bây giờ là đã sản xuất ra được cái này rồi. Ông Sáu, đó là cái tên bình dị mà những người nông dân Đồng Tháp vẫn dành để gọi vị bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan. Thì giờ mình làm du lịch, mình chế biến lên, đó là cái câu chuyện của mình. Những cuộc hẹn tại hội quán hay ngoài ruộng vườn cùng vị bí thư đã trở nên thân thuộc với nông dân Đồng Tháp. Còn với ông Lê Minh Hoan, mỗi chuyến đi thực tế gặp gỡ với những nông dân cũng là hành trình để ông đi tìm cách tháo gỡ những nút thắt của nông nghiệp Đồng Tháp. Nhưng mà tôi thì người của thực tiễn, là tôi muốn tìm những cái câu hỏi ở đó từ trong cuộc sống của người nông dân, từ trên cái mảnh vườn, trong cái thửa ruộng của người nông dân, để rồi mình đoán định nó ra cái câu chuyện gì nó đang diễn biến ở trong xóm làng, mà diễn biến trong cái tư tưởng của người nông dân. Chúng ta hay nói là chúng ta phải đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhưng mà tôi thì nói trước khi chúng ta muốn đưa nghị quyết vào cuộc sống thì chúng ta hãy đưa cuộc sống vào trong cái nghị quyết. Ông nói là tôi đi vô hội quán, tôi nhớ lại có một cái bài ca là hãy tự chèo lấy thuyền anh. Vô ta hãy tự chèo lấy thuyền anh. Đừng ngồi đó, đừng khoanh tay mà chao mày. Tức là mình phải tự cái thuyền đó mình tự chèo lái. Khi mình chèo, mình tự vậy đi thì sẽ có người đẩy mình đi. Người đẩy đi, đó là cấp ủy, đó là chính quyền, đó là ngành chuyên môn, kết nối với doanh nghiệp, với nhà khoa học. Với tầm nhìn và tư duy lãnh đạo của mình, ông Lê Minh Hoan đã đưa ra những quyết sách quan trọng biến Đồng Tháp từ một tỉnh thuần nông, điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, trở thành địa phương luôn được xếp vào nhóm đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh. Đồng Tháp đã chọn ra 5 ngành hàng chủ lực để tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gồm lúa gạo, hoa, cây cảnh, xoài, cá tra và vịt. Hiện, hàng hóa của Đồng Tháp đã có mặt trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, châu Á chiếm tỷ trọng 46%, châu Âu 13%, châu Mỹ 35%, thị trường khác 6%. Lĩnh vực chế biến thủy sản đã có 20 doanh nghiệp hoạt động tốt, công suất lên đến hàng trăm triệu tấn mỗi năm, thu hút 21.000 lao động, xuất khẩu thủy sản sang hơn 100 nước. Có 26 doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất hơn 3 triệu tấn mỗi năm. 644 doanh nghiệp cơ sở chế biến lương thực để xuất khẩu gạo sang hơn 20 nước. Nhiều sản phẩm mới chế tác từ phụ phẩm nông nghiệp được thị trường ưa chuộng và có giá trị cao như chả cá, dầu tinh luyện, collagen, dầu cám, thực phẩm chức năng, trái cây sấy, các loại trà và các sản phẩm từ thịt. Bởi vì tư duy sản xuất là chúng ta lấy sản lượng làm mục tiêu. Đúng không? Lấy sản lượng làm mục tiêu. Sản lượng nó phải nhiều. Và có một thời chúng ta đánh đồng với hãng mà sản xuất nhiều đó, thì cái lợi nhuận, cái nền kinh tế nó tăng lên và cái lợi nhuận người nông dân mất đi. Nhưng mà đối với cái tư duy kinh tế, nhiều chưa chắc là giá trị nó cao. Tôi sản xuất ít hơn, nhưng mà nhiều khi tôi cái giá trị nó mang lại nó cao hơn. Bởi vì thật ra cái kinh tế là gì? Kinh tế nó là cái bài toán trừ giữa cái chi phí anh bỏ ra và cái doanh thu anh mang lại thôi. Nó không có liên quan gì tới cái sản lượng nữa. Cái sản lượng nó chỉ đóng góp một phần thôi. Nhưng mà chính ngược lại như cái chính cái sản lượng mà chúng ta đẩy qua anh qua một cái ngưỡng là nó sẽ sụp toàn bộ. Thành ra nó mới dẫn đến cái câu chuyện giải cứu. Thành ra mình đem cái câu chuyện này, như anh xuống nói nông dân.
Đứng sau mỗi công trình thành công luôn có vai trò của một kiến trúc sư trưởng. Và sự khởi sắc của nông nghiệp trên mảnh đất sen hồng chính là minh chứng cho vai trò của bộ máy chính trị, trong đó có dấu ấn không nhỏ của Bí thư Lê Minh Hoan. Bằng những câu chuyện thực tiễn, với cách truyền đạt chân tình, ông Lê Minh Hoan đã thành công với phương châm lãnh đạo của mình, đó là đưa cuộc sống vào nghị quyết và biến chính quyền trở thành người đẩy thuyền cho người nông dân. Thưa quý vị, là một kiến trúc sư thuyền trưởng chèo lái một con thuyền ở một địa phương thuần nông thay đổi một cách mạnh mẽ để vẽ lên một bức tranh nông nghiệp sáng màu ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Ngành nông nghiệp và người nông dân cả nước có quyền tin tưởng rằng ở cương vị công tác mới thì Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan sẽ tiếp tục góp sức đưa ngành nông nghiệp giàu tiềm năng của Việt Nam tiếp tục tiến nhanh về phía trước.